Rồi là bao lâu là sư mới bắt đầu là quyết định là đi bộ hành? Từ lúc mà sư xuất gia với sư ở trong chùa là cũng được khoảng đâu 9 tháng rưỡi đó. Sư vào chùa được nửa tháng là sư tu một khóa thiền là sư xuất gia luôn. Dạ. Tu khóa thiền 10 ngày là sư xuất gia, là sư ở chùa được 9 tháng là sư bỏ chùa sư đi. Dạ. Dạ, sư vừa mới khất thực xong á cô, bây giờ dạ người ta cho nhiều nãy sư nói sư đủ rồi, sư không nhận thêm nữa. Dạ không. À, cả nhà sư đang di chuyển về nghĩa trang nha, để thọ thực và nghỉ ngơi chút xíu, sau đó thì sẽ di chuyển tiếp về phía nam. À, chút xíu nữa thì có duyên em sẽ gặp sư và chia sẻ với quý vị vài điều ha, chia sẻ với cả nhà sau. À, sư đang di chuyển vào nghĩa trang cả nhà, kiếm một cái chỗ nào đó để nghỉ nghỉ chân. Đây là khu vực nghĩa trang Phước Đồng. Bây giờ em sẽ cùng cả nhà chúng ta di chuyển vào trong ha, những hình ảnh thật đẹp cả nhà. Tu 13 hạnh Đầu Đà thì ngủ ngồi ăn ngày một bữa, ngủ ở nghĩa trang nghĩa địa, quá phù hợp luôn. Thưa cả nhà, sư Phước Tấn thì cũng vừa nghỉ ngơi ở gốc cây đây. Bây giờ thì sư sẽ vào trong này nghỉ ngơi và sau đó thì em sẽ chia sẻ với sư một vài điều cả nhà ha. Cả nhà nhớ đón xem trên kênh nha. Sư bây giờ đang kiếm cái gốc cây để ngồi nha cả nhà. Sư sẽ chia sẻ với anh em vài điều. Đây là trong khu vực nghĩa địa luôn cả nhà nha, khu vực nghĩa trang. Nghĩa trang lớn lắm cả nhà ơi, nghĩa trang Phước Đồng đây. Cũng là hôm nay hữu duyên anh em gặp sư trên đường cả nhà, thành ra là rất là vui luôn. Được đồng hành với sư một đoạn đường, cảm thấy rất là vui cả nhà. Vui và rất là hạnh phúc. Sư ngồi chỗ nào được bằng bằng á sư? Hay sư ngồi lên cái bậc đây đi sư à? Xin phép mình có sư ngồi lên bậc đó đi. Cái này cái miếng gì đây? Hình ảnh rất đẹp luôn cả nhà ơi. Sư đang kiếm chỗ để sư lót sư ngồi. Xung quanh chỗ này là rất là nhiều mộ cả nhà nha, rất nhiều mộ luôn. Ở đây có mấy cái mộ vô danh luôn nè. Cái đống này là cái đống đất hay là cái mộ đây không biết nữa. Con xin phép con không biết nha. Dạ. Rồi anh em mình ngồi xuống đi, anh em mình kiếm ngồi gần sư đi hỏi chuyện. Ngồi trên cục đá đây cũng được. À, sư ơi cho con hỏi sư là tụi con phải xưng hô với sư là như nào sư? Pháp danh đó sư ạ. Thì sư pháp danh là Phước Tấn. Dạ sư Phước Tấn dạ. À, mình là người ở trong miền Nam hả sư? Đúng rồi, sư là quê ở miền Nam, gốc ở miền Nam luôn. Rồi sư tu ở trong miền Nam luôn. Rồi từ khi nào mà sư có cơ duyên mà sư đi bộ hành giống như vậy hả sư? Trước kia sư đà thì sư đi bộ hành hay là sư? sư là xuất gia là ở thiền viện Phước Sơn chùa Lá Giang ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai á, Dạ. Phước Sơn lớn lắm. Lớn lắm. Ừ. đúng là bên cái chùa Nguyên Thủy Nam Tông á. Dạ đúng rồi, con có coi. Đúng Lớn rồi. lắm. À, tức là trước kia là sư là tu theo phái Nam Tông. Đúng rồi, là tôi sư tu theo bổn sư Thích Ca Mâu Ni á, Dạ. Phật Thích Ca đó. Dạ, con hiểu rồi. Rồi là bao lâu là sư mới bắt đầu là quyết định là đi bộ hành? Thì từ lúc mà sư xuất gia với sư ở trong chùa là cũng được khoảng đâu 9 tháng rưỡi đó. Sư vào chùa được nửa tháng là sư tu một khóa thiền là sư xuất gia luôn. Dạ. Tu khóa thiền 10 ngày là sư xuất gia, là sư ở chùa được 9 tháng là sư bỏ chùa sư đi. Dạ. Là quyết định là sư đi bộ hành từ đó tới giờ luôn á sư hả? Là khoảng bao Đúng lâu là rồi, sư ra? là sư đi hồi từ đầu năm nay. Đầu năm nay, chú trời, lâu mà. Con thấy là bước chân của sư đi rất là nhanh, thoăn thoắt, giống như là có một cái kinh nghiệm rồi đúng không? Chứ nếu mà người đầu tiên mới bước đi là đi không nổi đâu. Tụi con đi theo sư nãy giờ mà đi không nổi luôn á, đi xe máy mà đi Thì không nổi cái đâu. thời gian sư tu ở chùa đâu được 2 tháng thì sư cũng tập đi khất thực Dạ. rồi đi du tăng. Dạ. Đi du tăng là đi bộ hành giống như bây giờ nè. Dạ.
rồi cũng tập ở nghĩa địa, tập ở rừng. Dạ. Đó là thời gian sư ở chùa là sư cũng có tập qua rồi. Dạ. À, cái chân của sư đi rất là nhẹ. Tụi con nãy ở sau thì con đi theo sư cấp thực á, thì thấy cái bước chân của sư rất là nhẹ. À, thưa sư, à, có cái vấn đề này con cũng nhờ sư chia sẻ. À, tại vì sáng nay anh em tụi con cũng theo chân sư để mà ghi hình mà lúc mà sư đi khất thực á, thì cũng có một số bà con đến khất thực cho sư, thì sư yêu cầu là họ lấy mũ, khẩu trang và bỏ dép ra, thì con muốn sư chia sẻ về vấn đề này ạ. Thì đúng là theo Phật giáo nguyên thủy á, là Phật tử mà nếu mà biết cái cách mà bố thí cúng dường á, đó là chỉ cần đứng ở đằng trước một khoảng là chờ mấy sư đi tới là mở nón dép khẩu trang ra sẵn. Đó là có người thì họ nếu mà về mà theo mà biết gọi là Phật tử của bên nguyên thủy luôn đó là họ còn quỳ xuống nữa. Nhưng mà sư là sư không có cần mà phải quỳ. Sư chỉ cần gieo duyên cho họ biết là cách bố thí cúng dường là phải mở nón dép khẩu trang ra. Thì sư rồi sư đã dùng cái thân giáo rồi. Thân giáo rồi sư dùng cái thân của sư để giáo huấn chỉ giáo cho họ biết đó là đầu trần chân đất đây nè. Đó thì họ không biết nữa là sư phải dùng tới khẩu giáo. Khẩu giáo là dùng bằng miệng để phải nói ra chỉ cho họ biết. Đó thì thường thường là Việt Nam mình là không, đa số là không có biết về Phật giáo nguyên thủy nhiều. Ở Việt Nam mình là chỉ biết là ăn chay niệm Phật thôi. Ăn chay niệm Phật đó là học theo của Trung Quốc thôi. Đúng không? Tại vì Phật giáo Trung Quốc truyền bá Việt Nam mình bắt đầu là nó ảnh hưởng rất nhiều đến người dân bây giờ luôn. Nên thì đó. Tu nguyên thủy nói thực sự rất ít người biết. Thì cái cách mà bố thí cúng dường thì Việt Nam mình đâu có biết đâu, sư là dùng thân giáo rồi họ nhìn họ chưa hiểu. Đó là đầu trần chân đất. Thì bởi vậy sư phải dùng tiếp tới là khẩu giáo. Khẩu giáo là để chỉ cho họ biết. Đấy. Thấy là phải cởi nón rồi cởi dép. Rồi nếu đúng ra là còn phải quỳ xuống nữa. Đúng rồi, nếu mà những cái Phật tử mà bên nguyên thủy là họ đã biết rồi, họ quỳ xuống, họ dâng thức ăn lên. Còn cái này là sư không cần thiết là phải quỳ. Đó. Thì cái mà gieo duyên cho họ mở buông bỏ, mở nón, mở dép ra đầu trần chân đất giống như sư nè. Cái đó là sư cũng đang gieo duyên cho họ. Thì đến một ngày nào đó họ tu như sư, họ cũng buông bỏ hết tất cả giống như sư thôi. Cũng đầu trần chân đất giống như sư thôi. Thì đủ nhân duyên nó mới chỗ ra được là họ mới đi trên con đường giải thoát giống như sư. Thì ai cũng vậy thôi, đến một ngày nào đó cũng phải buông bỏ hết rồi. Thì cái đó là sư cũng đang gieo duyên cho họ luôn. Con muốn hỏi sư là sư nói thật sự ra là sư còn trẻ tuổi nhưng mà vì sao mà lại có ý định đi tu sớm vậy sư? Nó nảy sinh. Thì sư đó là sư thấy được mà cái chỗ mà vô thường á. Đó là tất cả những người xung quanh ta là ông bà cha mẹ hoặc là anh em bà con thân bằng quyến thuộc hoặc là tài sản vật chất trên thế gian này, tất cả những thứ xung quanh ta nó đều là vô thường hết. Đó thì giống như người thân của mình nhìn thấy bữa nay mình nhìn thấy nhưng mà ngày mai nhiều khi là đã mất rồi. Đó là cái chỗ mà vô thường sanh tử đó đó. Là chân lý nó nằm ngay cái chỗ sanh tử đó đó. Đó là sư mới thấy được cái chỗ đó là sư mới đi tu. Cái ngộ ra là mình đúng rồi, mình muốn thoát khỏi cái sinh tử đi, muốn thoát khỏi cái những cái khổ đau bình thường của con người đi. Ồ, rất là hay luôn, đó rất hay luôn. Đó là cái chân lý ở trên thế gian này là nó nằm ngay cái chỗ mà sanh tử đó đó. Ai cũng sanh ra một lần rồi chết đi một lần thôi. Thưa sư, hồi nãy trên đường đi thì con thấy có một cô bé cúng dường cho sư mà ăn mặc cũng không được kín đáo lắm á. Thì sư có yêu cầu là sư không nhận và sư yêu cầu cô bé đó mặc cái áo ra, thì con thấy một điều rất là tuyệt vời. Tại vì những cái người Phật tử bình thường thì họ không rành, thì họ có thể họ không biết. Cũng nhờ cái sự chỉ giáo của sư thì Phật tử đã một phần nào hiểu được vấn đề. Thì cái mà vấn đề cái người nữ mà bố thí cúng dường cho sư á, là thứ nhất là y phục là chưa có không có trang nghiêm. Đó là quần hay áo là hở hang là sư sẽ chỉ ra cái chỗ đó. Chứ sư không có phải là yêu cầu là họ mặc kín đáo để cúng cho sư.
Nhưng mà sư sẽ chỉ ra cái chỗ đó. Chỉ ra cái chỗ là thí chủ là y phục chưa có được trang nghiêm nên sư không có nhận được. Thì nếu mà cái người mà nó có trí tuệ, nó có trí tuệ, nó có tư duy á, thì nó có thể nó lấy áo khoác hay là quần dài gì đó nó mặc vô rồi nó chạy theo sư. Thì nó đã có phát tâm, nó khởi tâm lên rồi mà. Thì đó thì họ sẽ kiếm cái quần cái áo gì đó ăn mặc cho nó trang nghiêm mà chạy theo sư thôi. Thì sư sẽ chỉ ra cái chỗ đó cho họ biết. Nông Dương là sáng nay là anh em tụi con là gặp được sư thì hiểu thêm về cái Phật giáo Nguyên Thủy, về cái cách cúng dường. Chứ thật sự là tụi con cũng đã gặp rất là nhiều các vị sư đi theo hạnh đầu đà. Nhưng mà khi mà họ các sư mà nhận á thì cũng không có nói rõ cho cái cách nhận cúng dường của đúng rồi đó. Cứ nhận là nhận thôi sư ạ. Quan trọng mình tu á là mình phải thấy được pháp. Chứ không phải là tu mà cứ cắm đầu vào tu rồi không có biết cái gì hết đó. Đó con thấy cái đó rất hay luôn. Nên tụi con cũng đi theo nhiều sư để mà khất thực á. Thì hồi sáng nay tụi con mới... rồi mấy người nữ rồi ăn mặc hở hang rồi cúng cái gì vô rồi cũng nhận hết sao rồi cái thức ăn đó sao mà thanh tịnh được. Hiểu không? Con thấy hay quá. Đó. Con thấy hay quá. Quan trọng là mình tu là mình phải thấy được pháp, thấy được những cái chỗ đó để mình tu là để mình chỉ giáo giáo hóa cho chúng sanh mà. Chứ tu mà những cái chỗ đó để chúng sanh nó không biết rồi mình tu mình cũng không biết luôn rồi tu mù à. Bản thân anh em tụi con hồi sáng mà khi nhìn thấy sư mà giữ Phật tử bỏ mũ bỏ khẩu trang bỏ dép ra thì tụi con cũng đầu tiên thì tụi con đặt một cái dấu hỏi, tại vì tụi con thấy rất là lạ, tại vì hồi trước đi với mấy sư kia là mấy sư kia không làm như vậy, mà tại sao đi với sư là sư làm như vậy thì tụi con tự đặt dấu hỏi là tại sao, ví dụ là con ví dụ nha, có thể là nghĩ trong bụng là sư này chắc hơi khó tính hay gì đó, vì lúc đó tụi con chưa hiểu được cái cách cúng dường theo cái Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy. Thì rất là nhân duyên hồi sáng nay tụi con đi với sư á nên hiểu rõ được cái cách cúng dường của Phật giáo Nguyên Thủy là nó phải là như thế, phải gặp sư là phải đứng trước sư đợi sư nè, lấy khẩu trang lấy mũ bỏ dép đầu trần chân đất, và nếu mà đúng là Phật giáo Nguyên Thủy họ đành họ sẽ quỳ để đúng rồi cái đó. Nếu mà đúng Phật tử bên Nguyên Thủy là họ chỉ quỳ là họ chờ sư tới là dâng thức ăn cúng vô bát thôi. Cái này con hiểu con biết luôn, mấy anh chị không có biết. Còn ở bên con á là nếu mà đi mà mấy cái vị sư mà đi khất thực á, đi khất thực mà bên tịnh độ bên tu khất sĩ mà đi khất thực á thưa sư, thì con á, bên đây á, là con tụi, mà Phật tử á, là không có bỏ dép nhưng mà phải chắp tay, không có đội mũ hay đội nón gì hết, ăn mặc phải trang nghiêm, phải chắp tay để cúng dường và hồi hướng và A Di Đà Phật trước khi mà thì những cái đó nó là thể hiện mà cái sự mà cái tâm cung kính của Phật tử á. Cái đó là cái tâm cung kính để cho phước báu quý vị nữa. Thì đã sư nói rồi, đa số Việt Nam mình là không có biết nhiều về Phật giáo Nguyên Thủy nên sư đi hành vậy là sư là phải gọi là dùng thân giáo để chỉ giáo cho chúng sanh. Rồi thân giáo mà Phật tử họ không hiểu nữa là phải dùng tới khẩu giáo. Đó. Sư chia sẻ thì con cũng biết luôn, tại con có coi trong cái mà nơi mà